Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Kalana TV. Thưa quý vị, hàng năm thì cộng đồng của chúng ta tại Charlotte có tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc khánh 30 tháng 4, đồng thời nhớ đến công ơn của Giỗ Tổ Hùng Vương. Riêng năm nay thì nó có những cái sự khó khăn về việc cách ly do đại dịch coronavirus. Vì vậy, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị cái video ngắn này để mà nhắc nhở cùng quý vị là chúng ta không có một cái cơ hội để mà gặp gỡ nhau, không chúng ta không được tụ tập bởi vì cái chính sách của chính quyền đưa ra. Thì tuy vậy, chúng tôi, ban đại diện cộng đồng, sẽ tổ chức một cái buổi tưởng niệm tại Tư Gia, và chúng tôi sẽ mời anh Trần Việt của Kailana TV đến để mà quay video và gửi đến quý vị để mỗi chúng ta cùng nhau nhớ về quê hương của chúng ta, tưởng nhớ cái ngày đau thương nhất của người Việt Nam của chúng ta. Đó là cái ngày mà chúng ta mất nước. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mà có những cái bài diễn văn của những diễn văn của những diễn giả tại địa phương để cống hiến đến quý vị trong cái khả năng của chúng tôi. Xin kính nhắc đến quý vị và xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành. Xin quý vị đặc biệt ở nhà, đừng đi ra ngoài, và xin hãy giữ gìn sức khỏe. Thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng Charlotte, chúng tôi kính chúc quý vị một mùa lễ phục sinh an lành. Xin kính chào quý vị.